Vệ sinh máy lạnh cho khách, thanh niên hoảng hồn khi phát hiện chiếc đầu lâu nằm trên giường. Mới đây, một chàng trai thợ sửa máy lạnh đã chia sẻ cảm giác kinh hoàng khi đi làm nghề, khiến ai nấy xem xong cũng bàng hoàng theo, khi dửng dưng ở trên đầu giường của vị khách lại có hẳn một chiếc đầu lâu. Theo đó, nam thanh niên nhận được một cuộc gọi điện đến nhà khách để vệ sinh máy lạnh. Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến khi tới căn nhà trông có vẻ u ám này. Cụ thể, vì đứng ở bên dưới rất khó để với tới chiếc máy lạnh, nên người này đã mạn phép đặt chiếc ghế lên giường để đứng cho dễ. Tuy nhiên, trong khi dỡ chiếc nệm lên để đặt ghế, nam thanh niên đã sửng sốt khi phát hiện bên dưới có một chiếc đầu lâu trông rất giống sọ người. Cảnh tượng kinh hoàng làm người thợ ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài và xin phép không tiếp tục công việc này nữa vì quá sợ hãi. Đoạn video sau khi đăng tải đã làm nhiều người cũng cảm thấy rùng mình theo khi không biết tại sao ở trên giường lại có một chiếc đầu lâu và sự thật của nó là có ý nghĩa gì. Một vài người đã để lại bình luận: chắc ông trước sửa điều hòa cũng tái mái dỡ nệm lên, cái kết là bị gia chủ xin lại cái đầu. Lần này ông tiếp tục phạm sai lầm, cho nên người thứ ba đến sẽ thấy có hẳn hai cái đầu lâu, cứ thế tăng dần lên. Tuy nhiên, một số khác thuộc hệ người từng trải đã chia sẻ rằng căn phòng này khả năng cao là của người vừa sinh em bé và thứ mà thanh niên nhìn thấy chính là sọ của con khỉ cùng một ít cây dâu tằm khô như làm bùa để trông cho em bé không khóc đêm, chứ chắc chắn không phải sọ người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!